Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mini World. Ok, thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở trong một cái mini game rất là mới các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ có một cái thử thách, đó là sở hữu những cái máy giặt VIP nhất ở trong đây các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không, rất là nhiều máy giặt đằng sau lưng mình đây. Thôi, để mình bắt đầu cái cuộc hành trình ngày hôm nay các bạn ạ. Đây, thì mình sẽ mở gọi là đây túi bí ẩn. Đấy, vừa vào cái này chắc là được đồ miễn phí đúng không? Mở cái gì đây? Úi giời, 30 vàng à. Úi giời, 30 vàng để làm cái gì? Trời ơi, đâu sao nào, ở đây cửa hàng bán gì đây? À, ga quay siêu tốc này. Cái này là ok, chúng ta được vàng này. Đấy, túi nhiên liệu bí ẩn. Ủa, hay là mình lại thôi các bạn ơi. Tôi nghĩ lại rồi, cái này nó không lên ấy đâu bạn ơi. Ok, đây chúng ta sẽ có thể là đi nhặt. À đây là có cái giỏ này. Ui, hình như mình nâng cấp được giỏ sao. Đây, mình sẽ phải đi nhặt những cái quần áo cái gì đây. Quần 3 tiền à. Ui, đây chúng ta nhặt những cái quần áo bẩn đây này. Ui giời, đây này, những cái quần áo bẩn nó có màu đỏ này này. Chúng ta được nhiều tiền các bạn ơi. Đó, màu đỏ thôi đến màu xanh đúng không? Ok, nhặt mấy cái xịn chứ. Nhặt mấy cái lắm lắm cái gì các bạn. Đấy, chúng ta sẽ nhặt thật là nhiều vô bạn ơi. Thôi, quá đẳng cấp. Hợp lý. Ui giời, chết giờ nhặt phải mấy quần áo bẩn lắm rồi. Ok. Hiện tại là chúng ta chỉ có thể nhặt được 10 cái thôi. Đấy, sau đó mình sẽ mang vào đây. Chắc là máy giặt đầu tiên là máy giặt này đúng không? Đây chúng ta sẽ mang đi giặt đây. Sau lần lượt máy giặt này cần bao nhiêu đây? 2400 vàng à. Ui, 2400 à mấy. Ui, 120. Cái gì đây? 120, mấy cái này toàn 120 đó bạn ơi. Ok. Mình sẽ xem giá. Ui, 1200 à. Ok, thôi được rồi. Yên tâm đấy các bạn, mình sẽ gọi là ấy được luôn. Nhưng bây giờ làm sao nâng cấp vật liệu gió là như nào nhỉ? Mình có thể nâng cấp gió đâu ta? Đấy nha, để mình thử đi kiếm nâng cấp gió đâu nhỉ? Chắc chắn là sẽ phải có người để nâng cấp cho mình giỏ rồi bạn. Đấy, mình sẽ nhặt thêm những cái quần áo bẩn xịn các bạn. Úi giời, mẹ còn nói chung là nó còn chia ra bẩn xịn với bẩn lắm nữa bạn. Nó game ảo lắm. Đấy. Ngôi sao may mắn thánh kẻ trộm cái gì đây? Mấy cái này để làm gì bạn? À đây, thử nha, mình thử vào xem nào. Cửa hàng. Có nhiều cái hay ho nha. Mở tiền tệ, mở hộp tiền vàng, mua luôn thử xem là có gì điều gì đặc biệt ở đây. Đó xem nào. Ui. 120 luôn à. Ui giời ơi, được quá nhở. Đây, thế là tôi nâng cấp một cái máy giặt mới. Đấy, tôi gọi là trợ giúp luôn. Ok, đây. Mình sẽ gọi là đi qua đây để mua cái máy giặt màu vàng. Máy giặt màu vàng ngay. Chúng ta sẽ mình đi nhặt thêm đi, mình đi nhặt thêm. Tới nhà mình sẽ mua thêm một cái gà quay siêu tốc đi. Để cho chạy cho nhanh, bạn có 10 tiền thôi. Chạy cho đỡ chậm. Đấy, chạy chậm như con rùa, làm sao có thể nhận được quần áo nhanh. Đấy, 10 phút là đủ rồi. 10 phút là tôi nghĩ rằng để đủ để phá đảo cái game này rồi. Đấy, ok. Rồi, cool rồi bạn. Mang về giặt cái máy giặt màu vàng. Ôi ơi. Ôi giời, xoay ngay, tích thò lò ngay. Ôi giời, quá hợp lý. Nè, nhặt tiếp. Cái gì đây? Túi quà bí ẩn. Lấy túi quà bí ẩn đâu đấy? Mình không thấy túi quà bí ẩn nè. Đấy, túi quà bí ẩn ở chỗ mô đấy. Chỗ này à? Đâu, làm gì có túi quà nào? Ui, cái này là cái gì đây? Đang nguội. Buồn ngủ à? Đứng ở đây để buồn ngủ à? Chả biết được các bạn. Thôi cả đây. Mình sẽ đi nhặt gọi là mấy cái áo bẩn xịn mát này. Cái áo bẩn lởm nó xuất hiện nhiều thế nhở. Ok, được cạn đi. Bẩn xịn bẩn lởm nhặt hết. Rồi, ui, cái gì đây? Cho mình cái gì đây? Quần áo ra xong rồi các bạn. Quần áo ra xong rồi. Ok, mang đi gọi là bán các bạn ơi. Rồi. Úi giời ơi, được có mấy đồng bạn. Được có mấy đồng à. Úi ôi, game khó thế. Game khó thế. Đấy nhá. Cái này không ổn rồi bạn ơi. Giặt bục hơi máy ra mới được có mấy đồng. Ui, bên này ngoài này. Ui, ngoài này nhiều thế. Được quá nhỉ. Ui, đây này. Ui rồi, ngoài này 1 tấn luôn. Oh my god, ngoài này 1 tấn luôn bạn ơi. Ui, toàn quần áo bẩn xịn thế này thì không nhặt thì nhặt ở đâu. Ui, một đống túi gọi là túi bẩn này. Chúng ta có thể mở được ra những cái gọi là vật phẩm sạch các bạn. Túi bẩn nhưng mà mở ra vật phẩm sạch. Ok. Ôi, ngoài vườn này nhiều lắm các bạn ơi. Ngoài vườn chim hót líu lo cái gì đây. Ok, ui được thêm đống tiền. Ui rồi được quá nhỉ. Phát đạt là bạn khấm khá rồi. Ôi, xe mang đi. Tôi ấy bạn ơi, tôi chưa biết được nâng cấp cái nâng cấp ở đâu nhỉ. Nâng cấp lên. Ok, đó, chúng ta có thể nâng cấp lên 8 này, nâng cấp được thêm mà. Ok, hiểu vấn đề liền. Tôi cứ tưởng nâng cấp ở đâu. Ok, đó, bây giờ rồi mình mua thêm một cái máy giặt mới. Đấy, mua thêm cái máy giặt nữa. Hai cái các bạn ơi, giặt cho tẹt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ nhặt 15 cái này. Chúng ta có thể giặt được nhiều lần đấy. Rồi, ok, mang về đây giặt luôn các bạn ơi. Giặt luôn, úi dồi ôi. Rồi, ui. Chúng ta giặt thoải mái luôn bạn ơi. Đấy, hình như là chắc là càng máy giặt đắt tiền là nó càng nhanh bạn ạ. Được quá luôn đấy chứ. Đây. Mình sẽ nhặt hỗn hợp đi. Bây giờ là một cái giỏ này mình có thể nhặt gọi là nhặt được. Nào. Được rồi, hết rồi, nhặt được 15 cái đấy các bạn.
Ok, tiếp. Ui giời ơi. Ra ngoài nhặt, đang nhiều bạn ơi. Bên ngoài nhiều quần áo bẩn sạch, à bẩn xịn. Ờ hết rồi bạn. À nó đây là cái quà bạn ơi, cái quà nó rơi hồi nãy. Ui nó rơi ngoài sân. Bảo sao bạn ơi, hết rồi, hết sự kiện rồi. Nó sạch bách rồi. Ok, không okay, sao, chúng ta gọi là chúng ta nhặt ở trong này đấy, lo cái gì, trong này đầy các bạn ơi. Ok, đấy. Sẽ nhặt thật là nhiều. Mang về đây giặt các bạn ơi, máy giặt này nó hết hoạt động rồi. Ok, còn máy giặt này, ui, nhiều máy giặt hoạt động liên tục luôn bạn. Mắc một suất luôn, nó quát mình một chóp luôn. Đây, mình sẽ nhặt hết. Nhặt hết luôn, ui giời, ui quá đỉnh. Đây, cho ra đây. Đấy nha, bây giờ là mình sẽ mang đi tính ra mỗi lần bán này được có mấy đồng các bạn. Mấy đồng, ít quá. Chắc là phải mua cái này đâu bạn ơi, chắc là phải mua cái này rồi. Đây, mấy cái kia nó lâu quá. Đây, chúng ta sẽ chỉ mua hộp tiền thôi. Chỉ mua hộp tiền các bạn này. Là mua mấy nghìn các bạn. Thôi mua cái gọi là máy giặt phím nhất đi, xem nó như thế nào nào. Nó đáng đồng tiền bát gạo không? Đây, còn mấy cái này thì là phải có người chơi bạn. Ngôi sao may mắn là lấy ngôi sao may mắn lấy quần áo có khả năng thế, lấy thêm một cái nữa. Ui có cả vụ đấy là tốc độ di chuyển có thể tăng cao này. Ok đây, mình sẽ gọi là úi dồi 25 cái hòm kho báu. Đây ok nha các bạn nha. Úi dồi ôi, bỏ mát máy đi. Úi dồi ok chúng cái này à. Ui ngôi sao may mắn này hay nhỉ. Ok bạn này, mình cứ mở mấy này đã. Cái đấy là sẽ giúp ích cho mình gọi là lấy quần áo, có thể lấy được thêm cộng thêm một cái đấy, cũng có tỷ lệ may mắn các bạn này. Ok rồi, ôi phun tiền luôn. Tôi sẽ mở cái gọi là size to này. Ui rồi ôi, người giàu nhất đã mở máy giặt, ông tỷ phú đẳng cấp thế giới. Ui ok ông tỷ phú đẳng cấp thế giới à, nghe nó ảo ảo bạn ơi. Rồi còn bên này là 1200 đúng không, mở máy giặt cầu vồng đi. Thiếu vàng, cái này là cái gì đây? Cái này giúp mình chạy nhanh này. Còn cái kia giúp mình gọi là may mắn qua đây. Ồ cũng được đấy nhỉ. Chạy nhanh thì không ăn thua bạn. Tôi thích cái gọi tăng may mắn hơn. Đây. Úi giời ơi, cũng được nhiều tiền phết đấy các bạn ạ. Cũng được nhiều tiền phết đấy. Từ nha. Mình chắc là mình phải mua thêm một xíu gọi là cái xương bóng thêm đã. Để chúng ta gọi là nâng cấp cả cái giỏ đấy đã. Bây giờ mình chỉ giặt ở cái máy giặt phim nhất thôi. Mấy cái máy giặt lẩm lẩm nữa thôi, không cần giặt các bạn. Không cần giặt. Hôm nay giặt máy giặt phím chứ đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ rồi. Úi giời, bao nhiêu rồi? 21 cái này à? 21 cái này à? Mỗi cái này được 100 mấy đấy. Ok, bán đi. Rồi, được phết đấy chứ các bạn. Máy giặt phím không biết là giặt có nhanh không? Đếm được cái gì kìa. Còn 5 giây nữa, Europe à? Ui 5 giây nữa à? Đâu. Đằng ngoài kia kìa. Ui ôi, nhanh. Từ nha, chờ xíu để gọi là nâng cấp cái giỏ đã. Ui bình tĩnh đi. Chết giỏ rồi. Đây, tới liền, tới công chuyện liền. Rồi ok, tôi nâng cấp cái giỏ bạn đây. 51 là luôn, 51 cái này luôn. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là nâng cấp cái giỏ lên. Đấy, giỏ đó này, giỏ cam này. Úi giời ơi, con giỏ này là 30 à. Ui giời ơi, giỏ cam này cũng thuộc dạng đẳng cấp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chạy qua đây và bắt đầu đi nhặt. Đấy, airdrop đây bạn ơi. Úi giời ơi, toàn quần áo xịn thôi. Này là toàn quần áo gọi là xịn đấy. Màu đỏ này chắc là thể hiện cho vua chúa đấy bạn. Úi giời ơi, đúng rồi, chạy siêu nhanh luôn. Đấy, mình sẽ gọi là ui, 25 cái luôn rồi. 25 cái luôn rồi bạn ơi, úi giời luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mang và mình giặt luôn. Mang vào cho máy giặt VIP luôn. Ôi nhanh hơn. Ui rồi nhanh. Siêu nhanh luôn bạn. Nó gọi là siêu nhanh chứ không phải nhanh nữa. Úi rồi ôi được quá. Ok. Ui 5 này, 6 này, 7, 8. Ui lâu nó có được 2 không ta? 9 này. Không được 2 à? 10 à? Ui hết rồi bạn đây. Rồi xong luôn quần áo rồi. Ui tôi nhặt xong rồi. Ui xong luôn quần áo bạn. 25 cái quần áo gọi là xịn xò rồi. Ui thử bán được bao nhiêu nào. Ui các bạn thấy ghê không? Nhặt một cái là một cái này là được 3. Nhặt một cái xong là được. Úi dồi 75 tiền luôn. Quá nhanh. Quá nhanh quá nguy hiểm bạn thấy không? Đây mình nhặt hết đi. Full rồi đúng không? Full rồi. Ok. Mang về giặt quần áo ở cái máy giặt phim nhất. Ôi. Chắc là tôi có nên mua lốt cái này không ta? Thực ra là cái máy này cũng như nhau bạn, hai máy VIP như nhau. Đấy, còn mấy cái máy này cầu vồng với các thứ tôi không cần nâng nữa bạn. Thế này là đủ VIP rồi.
Đấy, ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã sở hữu cái máy giặt VIP nhất để cho bạn xem rồi. Đấy, còn mấy máy giặt bên cạnh thì quý bác không thèm nâng cấp nữa bạn. Nâng cấp thế là đủ rồi bạn nha. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh đối với mình nha, và đừng quên là comment game phía dưới. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.